Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng xuất tài khoản tiktok trên điện thoại Để đăng xuất tài khoản tiktok trên điện thoại á, thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á, chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng tiktok trên điện thoại Rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào ứng dụng tiktok Đó như vậy là tôi đã vào tiktok Tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào hồ sơ Biểu tượng hồ sơ á, nó có biểu tượng hình người Nó nằm phía dưới bên góc bên phải á. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu gạch ngang nó nằm phía trên bên phía bên tay phải á đó. các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là cài đặt và quyền riêng tư đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ kéo tới vị trí cuối cùng ở đây á nó có dòng là đăng xuất đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào đó nếu mà các bạn chúng ta muốn là đăng xuất tài khoản tiktok trên điện thoại á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào đăng xuất ở đây còn nếu mà lỡ tay bấm vào đăng xuất á mà các bạn chúng ta không muốn đăng xuất thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào hủy nha. Ở đây á tôi muốn là đăng xuất thì tôi sẽ chọn vào đăng xuất. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một thông báo là lưu thông tin đăng nhập. Bạn sẽ không cần nhập thông tin đăng nhập ở lần tiếp theo sử dụng TikTok trên thiết bị này. Rồi ở đây tôi sẽ lưu lại nha. Để lần tiếp theo. Còn nếu mà các bạn chúng ta không muốn lưu á thì các bạn chúng ta bấm vào để sau nha. Ở đây tôi muốn lưu. Tôi bấm là lưu Bây giờ tôi bấm vào đăng xuất Rồi đây á tôi sẽ bấm vào để sau này Thì lúc này á Tôi đã đăng xuất khỏi tài khoản tiktok trên điện thoại Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách đăng xuất tài khoản tiktok trên điện thoại Nếu thấy video hay hữu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi